Xin chào 500.000 anh em nhôm kính nhé. Nay thời đại 4.0 giới thiệu cho anh em cái máy CNC chuyên để phay và quét lỗ khóa. Cái này thì lợi hại hơn cả cái loại máy dập nhé, và nó còn rẻ hơn. Anh em dùng loại này hợp lý hơn là dùng cái máy mà đột dập thủy lực nhé. Không cần trên trong dẫn ngoài, chỉ cần nó ăn vào một góc thôi, có thể đấy. Đứng cứ vỡ cái này là vào phần này đấy ạ. Sifa năm anh nhỉ? Vâng. Sifa 55. Rồi một trong
hơn 5 phút rồi. Thì mình muốn nhanh thì cho nó lập trình cho nó nhanh lên tí. Thôi cứ nhôm sinh pha nó dày cứ chậm chậm cho nó an toàn. Xong rồi đó. Xem đồng hồ ở video cũng là trên 5 phút, gần 6 phút. Tháo ra cho anh. Đâu xem là toàn. Xoay xoay gần này. Chuẩn bị bóc cái tem nha anh. Bây giờ anh em ở đây là có dịch vụ phay lỗ khóa thuê nha. Ai gần gần đây thì mang đến anh em phục vụ nha. Cái máy này nó di chuyển theo 30 XYZ. Kết cấu nó như vậy. Trục Z là trục lên xuống này. X là sang ngang này. Y này lùi ra và đẩy vào ra và chụp cơ bản. Thế mỗi cái lỗ khóa này khoảng 5 phút là xong nhé. Mình muốn lập trình nhanh hơn thì mình để cho nó chạy di chuyển nhanh hơn. Thế nhưng mà sinh pha thì nhôm nó dày cho nên là mình không muốn chỉnh cho nó chạy nhanh. Chạy nhanh thì nó sẽ kêu to hơn và nó độ an toàn thì không thể bằng được chạy chậm được. Thở ra ngoài là bật tín hiệu, ấn nút xuống ra. Anh em đang vận hành thử. Ok, enter. Enter à? Đấy, xuống dưới, enter, ấn nút xanh. Xanh đây à? Đúng. Cái anh xanh, hai xanh, xanh não được. Phay nhựa thì nó êm hơn và nó không bị kêu to. Phay nhựa cái mặt bay rất là xa, cái mặt nhựa nó rất là nhẹ.
xoay một lần được hai tầng luôn. Đây nhỉ? Bắt cái đây. Đây là cửa đi đây. Sai profile. Cái này là trình khóa GQ. Cửa hiệu hay đi với khóa GQ nhiều. Độ nét rất là cao hơn cái tay rất là nhiều. Chú Sang được mở cho anh phần mềm xem nó tên gì. Tất cả mình có bao nhiêu loại khóa nhỉ? Nhiều lắm anh ơi. Nhiều lắm. Mười mấy loại này. Càng nhiều khóa thì... Đấy, bằng ngày thì... Đấy, máy nó phát động bao nhiêu loại khóa? Thẻ nhớ 16 GB. Các loại khóa này. Thẻ nhớ 16 GB khi nào cũng đầy 16 GB. Mới lập trình được một ít thôi. 16 GB nữa mà. Hiểu không? Đang test máy. Thì đây là chốt sập này. Phay tự động hết nhé. Đấy. Cho hệ lùa 55 này. Đây là cửa mở ngoài sinh pha này. Đây là hệ 55 PMA này. Các loại khóa luôn. Đây là lùa hệ 73 này. Khóa này là khóa đây là chốt sập của hệ 93 này. Đây là test cái khóa chữ P này. Khóa chữ P này mới ra của Kim Long này. Đây khóa chữ D. Toàn bộ lập trình tự động hết rồi. Bây giờ không mất sức người. Đây là đa điểm của PMA này. Đấy, PMA. Đa điểm của sinh pha này. Đấy, cửa sổ. Ngoài ra còn có cả cửa nhựa luôn này. Cửa nhựa thì lập trình khóa GQ. Lúc đấy mình có làm cái gì ấy nhỉ? Khóa AG không nhỉ? Khóa AG đó là Kim Long luôn này. Khóa AG thì bằng Kim Long luôn. Còn Việt Pháp thì là hệ 450 đây. Cũng vừa lắp được AG vừa lắp được Kim Long luôn. À đây, còn cái loại này nó mới khủng khiếp, giới thiệu cho anh em. Ai có nhu cầu mua máy thì cứ alo tôi nha, tôi bảo anh Sang anh cung cấp. Đây là hệ, anh em trong nghề chắc biết rồi này. Nó là hệ 440 của Việt Pháp này. Đấy, nếu mà hệ này lắp cửa đi thì dùng khóa chun, ngày xưa hay gọi theo tiếng Việt Nam gọi là Xuân Quang đấy, phay cả trong và ngoài luôn đấy, khóa đặt chìm trong luôn trong cái gân này nhá, chứ không phải gác lên cái gân này đâu. Ok, cũng chỉ sơ bộ khoảng độ 2, 4, 6, 8, 10 loại khóa rồi, còn tới đây khóa của hệ thủy lực bản rộng 18 phân nữa.
rồi một số cái hệ đặc biệt thì lúc đấy lại lập trình tiếp, khoảng phút mốt là xong thôi mà. Đấy, chiều nay chỉ có lập trình với lại chạy thử. Ok rồi. Thế là nghiệm thu à? Chuyển khoản để đưa vào sử dụng thôi. Toàn đưa cho anh xem mũi. Mũi này là thay phay nó mới. Đấy, ánh thép mà xanh biếc. Mũi phay này phay nó mới đỡ kêu. Đây mấy kỹ sư lắp máy của công ty cung cấp máy CNC. Đấy. CNC này thì còn rẻ hơn là máy đột dập thủy lực nhá. Nó rơi vào 70 triệu bao gồm cả thuế VAT, nhập khẩu nguyên chiếc từ China. China. Việt Nam mình chưa sản xuất được máy CNC này nhé. Vẫn của dùng của anh Tập cân bình đấy. Dạo này Covid nhiều quá cho nên là máy về nó cũng không nhiều đâu. Vận chuyển nó rất là khó khăn. Mày sẽ thử ra cái xem là nó đỡ bị bắn xăng cái gì không? Thôi giới thiệu cho anh em sơ bộ thế thôi nhá. Ai có nhu cầu thì cứ alo. Dịch vụ phay lỗ khóa thì cứ cầm cái thanh ấy đến là phay được hết. Thì dùng tạm thời gian, nếu mà tốt thì lại giới thiệu cho anh em để biết cái hãng này nó tốt hay không nhá. Anh em cứ lưu ý và chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để theo dõi nha. Xin chào tất cả các anh em. Cảm ơn đã chú ý theo dõi.